Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 14 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Sau đây là chủ đề của phần 14 này. Shanghai xiao jie di ba jie dao de qian gei le jing cha. Shanghai xiao jie di là hai chị em trai. Xiao jie di là hai chị em trai mà còn bé ở Thượng Hải. Bả chèn đo tờ chèn là mang cái tiền mà mình nhặt được. Chèn đo tờ chèn là tiền nhặt được. Kể là trình xã là đưa cho cảnh sát. Cái kể nào phải là cho mà là đưa. Ví dụ mình đi mua đồ mình đưa tiền cho người ta, nó kể đi chèn là tiền đây anh. Cái nghĩa nó như vậy. Hay là đây là cái thư của giám đốc Vương này, bạn đưa cho ông ấy đi. Cho sư quản, quản chính thì tờ xin thì kể thá vào. Đây là thư của giám đốc Vương, bạn đưa cho ông ấy đi thì kể thá vào. Rồi sau đây chúng ta vào xem nội dung chi tiết nhé. Shanghai Chong Ming Chi Yo Yi Tui Xiao Jie Di Jian Dao Le Wu Shi Yi Wan Yuan Ren Min Bi. Shanghai Chong Ming Chi là ở khu Sùng Minh, Thượng Hải, ở khu vực Sùng Minh, Thượng Hải. Yo Yi Tui Xiao Jie Di có hai chị em trai nhỏ. Yi Tui là lượng từ, một đôi á. Jian Dao Le là đã nhặt được. Wu Shi Yi Wan Yuan Ren Min Bi, 51 vạn nhân dân tệ. Một vạn thì bằng 10.000, 51 vạn nhân dân tệ có nghĩa là 510.000 nhân dân tệ. Số lượng này là lớn đấy. Mình đọc lại. Shanghai Chong Ming Chi Yo Yi Tui Xiao Jie Di Jian Dao Le Wu Shi Yi Wan Yuan Ren Min Bi. Ta men ba zhe bi qian gei le jing cha. Zhe shi de dao le ren men de guan zhu. Ta men ba zhe bi qian. Bì là lượng từ, là một món tiền, một khoản tiền ở dưới bì xẻn. Rồi họ đã mang cái khoản tiền này tham minh bà trái bì xẻn. Kể lời trình xã là nộp cho cảnh sát. Trơ sư đây có nghĩa là trơ chen sư là cái sự việc này. Tựa tao là rỉnh minh và quan tru. Tựa tao này là được. Quan tru và quan xin và tru y nó ghép vào. Quan tru có nghĩa là sự quan tâm và chú ý. Cái sự việc này đã được sự quan tâm và chú ý của mọi người. Tựa to là rỉn minh tờ quan tru. Tiếp theo nữa, trơ tuê xéo trẻ ti, hai chị em trai này. Trẻ trẻ treo trăng xéo xí. Người chị tên là Trương Hiểu Hy. Trương là họ Trương. Chữ hiểu đây là hiểu biết á. Hiểu được cái vấn đề gì đó. Ví dụ có cái việc gì đó mình suy nghĩ mãi không ra mà nó tránh ra của xéo tới quý sầm mà. Cú xèo tửa là không hiểu được, cú sợ mò. Rồi chữ xèo là chữ hiểu. Chữ hy đó có nghĩa là cái ánh sáng rực rỡ. Thường là chỉ cho cái ánh sáng ban mai, ánh sáng buổi sáng sớm á. Ti ti treo trang tử thần. Em trai tên là Trương Tử Thần. Nghe ghê quá. Chữ tử này không phải là chết đâu. Chữ tử này tên một cái loại cây. Tử này tên một cái loại cây à. Người ta dưỡng nó lớn, người ta lấy cái gỗ nó, thường người ta dùng làm cái bảng, cái bảng để khắc in ngày xưa, in trên cái mặt, in trên mặt gỗ là cái gỗ này đây. Rồi còn chữ sảnh là chữ thần, thần là buổi sáng sớm. Như vậy cái tên của chị và em ghép vào rất hay, là hy thần có nghĩa là ánh sáng buổi sáng sớm, ánh sáng ban mai. Trơ tuê xéo trẻ ti trẻ chê treo trang xéo xí ti ti treo trang tử sảnh. 2021年5月1日, vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Chị chia hở tí tí ý chỉ chư ngoài miền lưu cổ. Chị chia hở tí tí tức là chị và em, hai chị và em trai tức là hai chị em. Ý chỉ chư là cùng nhau đi, ý chỉ chư ngoài miền. Ngoài miền ta có thể đổi thành ngoài biên. Cùng nhau đi ra bên ngoài lưu cổ, tức là dẫn chó đi dạo. Ví dụ sáng sớm mình nhốt chó ở nhà rồi mình dẫn nó ra công viên để đi dạo, gọi là suy lưu cổ. Suy lưu cổ. Xéo cổ phò lại phò suy cái chú chó nhỏ chạy, chạy lại chạy đi, hay là chạy đi chạy lại thì là chạy tung tăng gì đó. Rồi thu rãn choang to, bỗng nhiên đụng phải. Choang to là đã đụng phải. Dĩ cưa phây chiêu choảng thủ quê sang. Đụng phải, đụng phải vào đâu? Vào cái đầu giường, cái tủ ở đầu giường thì bỏ đi. Rồi mình giải thích nữa. Phê chiêu, từ phê là chữ phế.
chiêu là chữ cũ, tức là cũ. Như vậy là cũ bị bỏ đi là phê chiêu, bị vứt đi. Soạn thổ quê là cái tủ đầu giường. Cái giường truyền thống ngày xưa của những nhà khá khá thì người ta có thể, người ta làm một cái tủ để có thể bỏ dầu nóng hay là những cái thứ mà khi mình nằm ngủ mình có thể sử dụng tới. Thì cái tủ ở đầu giường nó gọi là soạn thổ quê. Thì phê chiêu soạn thổ quê là cái tủ đầu giường cũ bị bỏ đi. Rồi, như vậy là chị và em trai cùng nhau dẫn chó đi ra ngoài dạo. Chú chó nhỏ đó chạy đi chạy lại, bỗng nhiên đụng phải cái tủ đầu giường bị bỏ đi. Tính nó chạy nó đụng vào phải cái tủ đầu giường bị bỏ đi đó. Chè ti lẹn cơ rễn, hoặc là lẹn rễn, hay là chè ti lẹ cũng được. Hai chị em trai tà khai là trơ cơ phê chiêu soạn thổ quê, mới mở cái tủ đầu giường cũ bị bỏ ra nè. Rồi chè ti lẹn rễn và tà khai là trơ cơ phê chiêu soạn thổ quê. Khăn to lì miên dỗ hành tố, trông thấy bên trong lì bén cũng được. Dỗ hành tố là có rất nhiều. Dỗ hành tố renminbi có rất nhiều nhân dân tệ, tức là có rất là nhiều cái tiền của Trung Quốc, renminbi. Tha minh mà sang phò khủy giá, cao su là ma mà. Rồi các em, tha minh là chỉ hai chị em nhỏ đó đó. Rồi các em hoặc là các bé lập tức chạy về nhà báo cho mẹ biết cao su là ma mà. Rồi y khai sự là lúc đầu. Mama bu xiang xin tham minh tờ hoa, cái người mẹ không có tin lời của các con. Mama bu xiang xin tham minh tờ hoa. Sẽ huy bà xén phang đó là gì cơ, phê chiêu choáng thấu quê nè. Từ huy ở đây là có thể, ai có thể mang tiền. Bà xén là mang tiền ra, phang đó là bỏ vào. Phang đó gì cơ, phê chiêu choáng thấu quê nè. Ai có thể mang tiền ra mà bỏ vào trong cái tủ đầu giường cũ bị bỏ đi như thế chứ. Tha minh vô phào chi cao su nài nài. Các em, như mà mẹ không tin thì các em lại chạy đi báo cho bà nội biết. Vô phào chi cao su nài nài. Tan sư nài nài về bu sang xin tha minh tờ hoa. Nhưng mà bà nội cũng không tin lời của các em nữa. Mấy dù ban phạ không còn cách nào, chè chê trăng xèo xi, tức là bé Trương Tiểu Hy, bé chị Trương Tiểu Hy, vô phò tàu quay men lại chạy đi ra bên ngoài. Nã lời y xe xển kể ma mà khan, lấy một ít tiền cho mẹ xem. Nã lời y xe xển kể ma mà khan. Trơ cơ sử hô là vào lúc này, ma mà xài sang xin là tham anh, cái người mẹ đó mới tin. Mới tin các bé. Sang xin là tham minh. Mà sang tả tiên hoa bao chỉnh trả, lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Chai chỉnh trả tờ băng tru xe. Chai xe là dưới cái gì đó, hoặc là nhờ cái gì đó. Chai chỉnh trả tờ băng tru xe là dưới sự giúp đỡ của cảnh sát. Tham minh trò to là họ đã tìm được. Trơ xe xển tờ trù rỉnh, chủ nhân hoặc là người chủ của cái số tiền này. Quảng dồ mến là những bạn bè ở trên mạng, tức là những người, những cư dân mạng đó. Phê sản cảnh tôn rất là cảm động. Quê trơ lèng cơ hào hải trừ tiền chan. Tiền đây là động từ bấm vào, chan là like, tiền chan là bấm vào like. Như vậy là quê trơ lèng cơ họ hại sự tiền tranh, tức là bấm like cho hai cái đứa trẻ tốt bụng này. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần nhé, xem là chúng ta có thể nghe được nhiều không. Phần này là cái phần mà mọi người có thể luyện nghe. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. Sang hải xéo trẻ ti bá chuyển đao tờ chén kể lơ chỉnh xá. Sang hải chúng miến chí dầu ý tuệ xéo trẻ ti chuyển đao lơ 51 万元人民币.
他们把这笔钱给了警察，这事得到了人们的关注。这对小姐弟，姐姐叫张小希，弟弟叫张子晨。2021年5月1日，姐姐和弟弟一起去外面遛狗，小狗跑来跑去，突然撞到了一个废旧床头柜上。姐弟两人把打开了这个废旧床头柜，看到里面有很多很多人民币。他们马上跑回家告诉了妈妈，一开始妈妈不相信他们的话，谁会把钱放到一个废旧床头柜呢？他们又跑去告诉奶奶，但是奶奶也不相信他们的话。没有办法，姐姐张小希又跑到外面拿了一些钱给妈妈看。这个时候妈妈才相信了他们，马上打电话报警了。在警察的帮助下，他们找到了这些钱的主人，网友们非常感动，为这两个好孩子点赞。Và đến đây là mình kết thúc phần 14 của chương trình học tiếng Hoa. Qua những bài văn nói, chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Xin cảm ơn mọi người.